vô tình thấy hình bóng ta trên MV. I'm so sorry. Anh đã quên được một người từng làm tim anh đau mỗi đêm. Hà Nội nghìn năm văn vở, văn anh hơi dở nhưng mà yêu em. Hà Nội này trở gió, liệu nơi đó có nhớ anh không? Anh vẫn thừa một chiếc chìa khóa cho một ngày em đến mở lòng. Anh biết em không thích xèn xùa, chúc em ngủ ngon bằng icon. Thủ đô đang trong mùa lá úa nên anh sẽ cùng em vô Sài Gòn. Chia tay đi. Nếu như ngày mai trời mưa thì em sẽ đồng ý. Anh đã xem dự báo thời tiết, ngày mai chắc chắn trời sẽ mưa. Em biết. Vậy tại sao? Em muốn xác định với bản thân, tụi mình chia tay là do ông trời sắp đặt, là do số mình đã an bài, chứ không phải là anh thay lòng đổi dạ. Gìn giữ những thứ vô vọng, người ơi nó có đáng không? Hy sinh vì nhau, vứt bỏ đi cái tôi. Mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng. Oh, oh. Chỉ chỉ có mình em thôi. Em nhớ, hãy để anh yêu em. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ. Anh hơi ấm nhất trên đời, rét thế nào cũng không làm buốt tim em. Vậy sao chưa cầm tay nhau để đông không còn lạnh con tim tình yêu đang héo hon.
bên ai như băng kia đã đóng thuyền. Không lấy buồn ly anh tiễn người đi xa bờ. Đôi ta chẳng là gì quá nhau, yêu dấu thôi đành ngậm ngùi ngồi trốn theo tim đau. Anh phải ôm vào lòng tất cả tháng ngày qua tình em dối trá. Chơi biết gì hả? Anh gà dàn đang có trend giáp FIFA kìa. Sáng giờ chung quân đoàn đang tập giáp quá trời. Rồi có đứa nào ghép được chưa? Hai đứa này chị. Ok, đứa nào ghép hay ta cho làm kỳ cụ. Lên nhẹ con chị ơi. Tiếng chồng tan trường vang lên rất xa. Dép gọn tập sách không cần mà la. Cổng trường thân yêu cũng đã mở rồi. Mau lên xe chạy về lẹ cầm cờ bôi ra. Nhớ học bài rồi mới FIFA nha. Không là điểm kém thì là mẹ cha. Báo làng báo xóm chứ không báo thầy. Học thuộc bài cứ tập vở mau online thôi. Hợp tác leo văn một con đường đã đắt ra đầy đủ thì đội mình cầm mạnh. Không lo chỉ là đồng đội yếu bám sát vai anh chứ có để địch gạt. Đi học ai đụng thì anh xé nhát, vào game mà đụng là anh xé map. Buồn lên huyền thoại cứ để anh no, việc của mình là cứ gáy thật to. Các gấu đã dặn mới là phải cháy, vào tiết học thì anh mình là cho giỏi. Đến giờ vào chậm anh mày phải tóc một búi da. Phải tóc một búi da. Ê hay nha, tao thuộc rồi đó, đợi tao hát xong mà tao cho hai đứa làm kỳ cụ. Khỏi đi chị ơi, tụi em không có thèm.
quá bay ơi. Gì mày buồn chuyện gì nói tao nghe coi. Thằng người tao dạo này nó chơi game tới khuya không á. Nên nó có nhỏ khác chắc luôn. Thôi đi mẹ ơi, mày cũng chơi game tới khuya mà nói ai. Mà không cho tao chơi chung. Nó nói là chơi với tem để đi đấu giải gì đó. Mà tao không biết có phải không nữa. Nó lý do đó mẹ ơi. Chơi chung cũng có sao đâu. Đấu thì đấu cần gì phải luyện. Ủa không lẽ ngày sau hay được má mày hay dịu à. Đúng rồi, thằng dễ tao lúc trước cũng y vậy đó. Đó hay chưa đâu phải nên mà bị đâu có đau buồn. Giờ thành người yêu cũ rồi. Nói với mày rồi, thằng đó không có thương mày đâu. Chắc tao phải dừng lại thôi. Trời ơi, mày đừng nghe lời hai nó. Thôi chị đừng có bên chị ơi. Nó có nhỏ khác chắc luôn. Hai ba hay quá ha, mày muốn ế với mày à. Chào mấy em nha. Ba đứa chơi chung với bé nhà anh. Vậy ba đứa có biết đứa nào yêu nó bỏ anh không? Anh sẽ thắp sáng ước mơ cho căn nhà của nó trong đêm nay. Rồi rồi, tới công chuyện hàng bay rồi. Em đếm 1, 2, 3, đứa nào còn đứng trong đây là đứa đó nói á anh. 1, 2, 3. Cái gì vậy bà nội? Ngày mùa xuân xưa, anh mang chúng ta.